Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái mẫu hàng rào vuông đơn giản kết hợp với cái phần chông ga nhôm đúc. Đây là một cái sản phẩm của công ty Nhôm Đúc Nam Định đã thiết kế và thi công. Cái phần hàng rào ô thoáng ở đây thì là chủ chọn những cái phần rất là đơn giản, do cái phần thiết kế các cái ô ở đây có cái chiều ngang rất là thấp, nó chỉ là 45 phân, cho nên khi mà thiết kế những cái phần hàng rào thì là nó sẽ không có được nhiều cái sự lựa chọn để thể hiện các cái phần họa tiết của nhôm đúc. Thì ở đây chúng tôi có gửi một số mẫu cho gia chủ và gia chủ đã chọn cái mẫu đơn giản như thế này. Chủ yếu ở đây cái phần hàng rào này là các cái phần nan thẳng kết hợp với nhau trong một cái ô hình chữ nhật và liên kết với các cái phần nan là các cái họa tiết hoa kết nối với nhau. Ở phía bên trên thì gia chủ có sử dụng cái phần chông gai nhôm đúc, và bên cạnh đó là đây ở phía bên cổng phụ là cũng sử dụng cái phần nhôm đúc. Tôi sẽ quay cho các bạn. Ở đây các cái phần tường thì là nó chia theo ô, và mỗi ô thì lại có hai cái tấm ô thoáng hàng rào như thế này, đều được thiết kế có kích thước giống nhau, tạo nên những cái sự đơn giản nhưng mà chắc chắn cho cái căn biệt thự này. Hôm nay là có bông hoa nở ngay ở chỗ cái phần hàng rào rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cái sự đơn giản của cái tấm hàng rào ô thoáng này, rất là nhẹ nhàng đơn giản, không có sử dụng các cái họa tiết cầu kỳ nhưng nó cũng không kém phần sang trọng cho cái căn biệt thự. Ở phía bên trên thì sử dụng cái phần hàng chông, và tới đây là chúng tôi sẽ lắp mỗi một cái đầu trụ là một cái phần hoa đèn nữa. Do cái này là hoàn thiện nó gấp nên là chúng tôi cũng chưa kịp làm cái phần hoa đèn ở phía bên trên. Khi lắp được cái phần hoa đèn vào phía bên trên là nó sẽ tạo nên những cái điểm nhấn ở các cái đầu của trụ cho cái căn biệt thự này. Quý vị mà có nhu cầu làm các cái phần hàng rào hay là chông gai nhôm đúc cho biệt thự thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860, thì chúng tôi sẽ lên thiết kế tư vấn cho quý vị và các bạn. Xin chào các bạn.